Nhà bán rồi. Còn ít đồ của anh, có về lấy không? Để đây anh về anh lấy. Vẫn còn ít đồ kỷ niệm của ông đấy. Anh có lấy gì thì anh lấy đi. Mai mày dọn đi. Giữ được cái gì thì giữ, không thì bỏ đi. Thế hai vợ chồng định ở đâu? Em sẽ chuyển về nhà ngoại ở một thời gian. Còn cái tiền bán cái nhà này thì tao không chia chác gì cả. Tất cả tập trung lo cho cháu. Sau này nó đỡ rồi, còn thừa bao nhiêu gom thêm vào mua cho nó một cái nhà đàng hoàng cho nó ở. Anh Chí, anh còn chuyện gì giấu em đúng không? Anh nói đi. Hay là anh bị ung thư, anh không thể nào hiến gan cho con Mầm được hả? Hay là anh sợ? Em bảo này, em đã hỏi bác sĩ rồi, hiến gan xong một thời gian là nó sẽ không làm sao cả. Không sao cả. Tao anh cầm nó đi. Trả hết tình nghĩa cho anh em cho anh đấy. Anh ơi, nhà bán rồi,
Bây giờ người hiến gan cũng không tìm được, thì mình làm thế nào hả anh? Em sống thế nào được bây giờ? Em đừng có bi quan như thế. Anh tin là con mình nó sẽ không sao đâu. Rồi mình sẽ mua một căn nhà mới, xây dựng một cuộc sống mới như anh chị anh ấy nói. Anh vẫn nghĩ cho anh trai của anh thế à? Cái người mà anh nghĩ là sẽ hy sinh tất cả cho gia đình, nhưng mà người ta cũng bỏ đi trước rồi. Anh đang thất vọng, nhưng mà anh không dám thừa nhận thôi, đúng không? Nói là không thất vọng thì là nói dối. Nhưng mà anh vẫn tin là anh Chí anh đang gặp vấn đề gì đấy nên anh ấy mới như thế thôi. Chứ thực ra là anh ấy... Em cũng hụt hẫng, thương xót lắm. Nhưng mà không sao đâu, mình không có ngôi nhà lớn thì mình có ngôi nhà nhỏ. Có anh, có em, có con thì ở đâu cũng là nhà, đúng không anh?